Đây để anh hướng dẫn nhá. Khổ quá. Đây nha, giờ cho chân mày lên, khổ quá cơ. Đúng rồi. Đấy, cho lên. Đấy, ưỡn cái người ra, đúng rồi. Từ từ nha. Ưỡn cái lưng xuống, khổ quá cơ. Đúng rồi, hít thở sâu vào nha. Hít vào này, hít vào. Hít vào đây. Anh nhỉ? Anh cái gì mà anh tập đây. Hít vào, hít vào. Hít. Vợ ơi. Khổ quá, tập đi, lại. Anh ạ, anh là mới về anh. Anh là... À, chồng, đây là bạn PT hướng dẫn vợ tập gym ấy. Sao em không ra phòng mà tập, hôm nay tập ở nhà thế này? Hôm nay trời nắng quá, em ngại ấy, nên em tập ở nhà. Mà sao anh về sớm thế? À, công ty có việc đột xuất, ngày mai lại phải đi công tác rồi. Ôi chết, thế để em chuẩn bị đồ cho anh nhá. Ờ, thế hai vợ chồng tự tập với nhau nhá. Thế thôi, em xin phép em về đây, chào anh nhá. Chào anh. Chào anh. Mai anh phải đi công tác rồi, để mai chiều anh một tí nhá. Hai vợ chồng lấy nhau bao nhiêu năm rồi, có gì mà chưa từng thử chứ. Thì có thể hôm nay mình đổi tư thế khác, hoặc là làm luôn ở đây cũng được. Anh đi sớm về sớm, rảnh ấy thì nhớ gọi điện cho em nhá. Anh biết rồi, vợ ở nhà nghỉ ngơi đi nhá, anh đi đây. Em chào chồng. Anh lại quên cái gì à? Không, anh không quên cái gì cả. À, anh có quên đấy. Quên cái việc mà anh phải nhớ cho anh xin miếng nhá. Sao đấy? Hôm qua thằng chồng em làm em kiệt sức rồi. Khó chịu thế. Hắn ta thì làm sao bằng anh được chứ. Nhưng mà này, sao giờ này anh lại đến đây? Anh đến giờ nào cho được. Với cả em biết thừa anh đến đây làm cái gì rồi, đúng không? Sao? Bây giờ anh hỏi em nhá, giữa anh và thằng chồng của em, ai khỏe hơn? Nói! Thằng chồng em mà nó khỏe thì em đã trả bập vào anh rồi. Anh bảo thật với em nhá, có mỗi cái chuyện làm cho con người ta sướng thôi, đúng không? Mình không mất tiền, mất mỗi tí sức. Thế mà không làm cho người ta sướng được thì vứt. Nhưng mà không bỏ được, lao động chính trong gia đình mà. Em mà bỏ ấy, thì lấy đâu ra tiền mà tiêu xài ăn chơi chứ. Dở nhờ. Này, anh có cách này. Tuy nó hơi xấu tí nhưng mà hay. Anh xấu tính thế? Chuyện anh xấu tính là xấu nét thì anh mới tìm đến em được chứ. Anh bảo, anh lại cứng rồi, tập nữa nhá. Anh về rồi đây à? Anh về rồi đây. Vợ đang làm gì đấy? Anh mồ hôi mồ kê nhễ nhại như thế này, đừng ôm em. À, thì anh vừa công ty về mà, nên là người hơi bẩn. Thế để anh đi tắm cái đã nhá. Anh đi nhanh đi. Cô là... Chào anh, em là Băng. Có chuyện gì sao? À, dạ không, em ngồi ở bàn đối diện. Thấy anh ngồi bên này một mình nên em sang làm quen. À, anh đang làm việc sao? Được người đẹp thế này bắt chuyện thì anh có bận đến mấy cũng thành rảnh thôi. Đẹp? Anh đang nói mặt em đẹp. Hay là cái gì của em đẹp cơ? À. Từ nãy giờ em đâu có thấy anh nhìn mặt em đâu. Thì ý anh là tất cả đều đẹp. Anh đã thử đâu mà biết là tất cả đều đẹp. Là mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu kỹ hơn được không?
Anh đã chuẩn bị xong hết chưa đấy? Em yên tâm đi. Đây này, máy xịn 4K, sắc nét. Ok chưa? Thôi thôi thôi. Anh là người đã có vợ, lại còn ra ngoài chơi gái như này à? Hôm nay, anh chết với tôi. Đây chẳng phải là kế hoạch của hai người sao? Ở đây! Kế hoạch gì? Là do anh chơi bậy chơi bạ, xong rồi anh định đổ lỗi cho tôi à? Ngay từ ngày đầu tiên anh ta xuất hiện ở nhà, tôi đã biết tất cả rồi. Này anh bảo, em mông cong tít như này, sao không đổi chỗ tập khác đi? Em không tập ở đây thì chẳng nhẽ tập ở dục trên đường. Tụi em, cứ tập đi. Chân. Đúng rồi, thở nhẹ, hít sâu vào nào. Đúng rồi. Từ hôm đó, tôi đã lắp camera quanh nhà rồi. Thế còn cô ta thì sao? Thì cũng có khác gì tôi đâu. Tất nhiên là tôi sẽ không ngủ với cô ta rồi. Điện thoại của tôi. Đây. Trong đây vẫn còn nguyên tin nhắn. Chính anh là người đã bảo cô ta dụ dỗ tôi đến đây. Sao? Còn gì chối cãi không? Đây là kế hoạch của anh cơ mà. Bây giờ chúng ta... Này, cô bị điên à? Chúng ta của hiện tại, mà hiện tại của tôi bây giờ là bản thân của tôi không lo được. Mà mày nó sắp kiện rồi đấy. Xong việc chưa? Đi về. Hoàng. Anh Hoàng, em... Cô không xứng đáng gọi tên tôi. Chính cô là người phản bội tôi đấy. Em chót dại. Anh tha thứ cho em lần này thôi nhá. Cái gì thì có thể được, nhưng ngoại tình không xứng đáng để tha thứ. Đơn ly hôn tôi đã ký sẵn rồi. Cô ký vào đi. Hẹn gặp nhau ở tòa. Anh Hoàng.